giỡn với nó hả cho nội. Rồi xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã trở lại với Lê Toàn Channel. Thì ngày hôm nay mình đang có mặt ở dưới cái bến xe cút với mình dưới sông các bạn. Hiện tại thì các chú đang chuẩn bị tháo cái cần của con Hitachi ES-105 này nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ ghi hình lại cho các bạn xem toàn cảnh quá trình tháo cái cần này ra nha. Rồi bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi nhé. Đi lên rớt xuống vậy. Giỡn quá trời. Vua 5 ký đâu nghe? Hiện tại thì ở dưới cái bến này có 3 con xe cút nha các bạn. Trước mặt các bạn đây là con Hitachi ES-120-5 ha. Rồi phía bên trên này là con Kobenco. Các bạn thấy không? Một con Kobenco SK-115SR nha các bạn. Rồi đây này em quay các bạn xem. Nó hơi khuất chút xíu cái cần ha. Rồi còn phía bên dưới này là con Hitachi ES-100-5 đang tháo cần nha các bạn. Và 3 con xe bánh hơi phía sau. Rồi bây giờ mình xin mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi mấy chú làm việc nha. Quá là quá nó đi.
Ok, hiện tại thì cái cần của con Hitachi này đã được tháo ra nha các bạn. Đến đây thì mình cũng sẽ phép được tạm dừng video. Nếu các bạn xem thấy hay thì hãy like, share và đăng ký để ủng hộ mình nha. Chúc các bạn một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau nha.